Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh trên 1.000 lượt đăng ký để có cơ hội nhận game bát nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy kiếm trọng lực. Đầu tiên các bạn qua đảo vườn thực vật. Ở đây sẽ có một NPC giúp các bạn reset điểm chỉ số và các bạn cần phải có 2.500 điểm ép. Một NPC đặt điểm hồi sinh. Hai NPC thuyền và một NPC giúp các bạn qua biển ba. NPC này sẽ cho các bạn nhận nhiệm vụ nhận ép có tổng cộng 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 đánh 8 trung úy hải quân phần thưởng 112.500 tiền và 15 triệu ép. Nhiệm vụ 2 đánh 9 đội trưởng hải quân phần thưởng 11.500 tiền và 16,5 triệu ép. Nhiệm vụ 3 đánh 1 boss pha chita phần thưởng 25.000 tiền và 19 triệu ép và có tỷ lệ rơi ra 10% kiếm trọng lực. Đây là bãi quái trung úy hải quân, bài quái này không có sử dụng Haki nha mọi người. Còn đây là bãi đội trưởng hải quân, bọn này có sử dụng Haki nên khó farm chút. Còn lại là đô độc pha Chita xuất hiện tại đây nha mọi người. Thời gian hồi sinh là 15 khi bị đánh bại và khi đánh thắng có tỷ lệ 10% rớt kiếm trọng lực. Thank you.
kiếm trọng lực rớt rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem hai chiêu của cây kiếm này. Đầu tiên là chiêu phản lực sẽ đẩy kẻ địch lên không trung rồi rớt xuống. Tiếp theo là chiêu mưa tiểu thiên thạch, chiêu này sẽ tạo ra thiên thạch rớt từ trên trời xuống, tuy rằng nó không có còn được bự như của con boss. Quy đi ông của mình đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để có cơ hội nhận game bát miễn phí nhé. Chào tạm biệt các bạn.